chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua 22 tháng 9, không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m đã gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Dự báo hai hình thế gây mưa ở trên còn duy trì, nên ngày và đêm nay 23 tháng 9, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn có nơi trên 150mm trong 24 giờ. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chỉ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn về đêm và sáng, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 23 cho tới 26 độ. Vùng núi cao trời rét với nhiệt độ dưới ngưỡng 15 độ. Quý vị chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe. Với thủ đô Hà Nội, trời cũng nhiều mây và có mưa ngắt quãng trong ngày, phân bổ không đều về diện và lượng. Vì vậy, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình các vật dụng che mưa. Còn về nhiệt độ, do tác động của mưa và gió mùa đông bắc yếu, nên nhiệt độ cao nhất hôm nay không vượt quá ngưỡng 30 độ. Còn về tối giảm về mức 25 độ, trời dịu mát, đúng tiết trời đặc trưng của mùa thu nơi đây. Với các tỉnh thành miền Trung, từ sáng tới giờ trời có nắng và thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên, từ trưa chiều nay khi hình thế gây mưa phía Bắc ảnh hưởng, thì mưa sẽ xuất hiện và gia tăng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Còn lại vẫn phổ biến có nắng và nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam, song đều phổ biến dưới ngưỡng 34 độ. Đến với thành phố Đà Nẵng, ở khu vực Trung Trung Bộ, thời tiết tại đây trong trưa chiều nay khá ổn định, phổ biến là trạng thái có nắng với nhiệt độ cao nhất có thể dao động từ 32 đến 33 độ. Mưa gần như là ít có khả năng xuất hiện trên địa bàn thành phố. Về tối, nhiệt độ sẽ dao động từ 27 độ, thời tiết thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt thường nhật của người dân thành phố biển. Đến với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam duy trì hoạt động ở mức trung bình. Trong ngày, trời có nắng gián đoạn, với nhiệt độ trưa chiều tại Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 33 độ, một số nơi đạt 34 độ, và tại Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Đến chiều và tối, trời chuyển nhiều mây hơn, mưa xuất hiện, những cơn mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, từ sáng cho tới giờ trời có nắng và còn kéo dài đến sau 16 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 33 đến 34 độ. Sau đó từ sau 16 giờ trở đi, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, mây dông kéo đến và gây mưa cục bộ trên khu vực thành phố. Trong đó có điểm mưa dông mạnh, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp, nên người dân cần hết sức lưu ý. Do ảnh hưởng của khối khí lạnh tầng thấp kết hợp với những hội tụ gió ở mực cao, vì vậy mà trong ngày và đêm nay mưa vẫn còn duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Trong đó thì vùng mưa với lượng lớn vẫn là các tỉnh vùng núi, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, ngập lụt tại vùng trũng thấp. Còn tại khu vực đồng bằng, phổ biến là trạng thái trời nhiều mây và có mưa rào và dông. Do vừa có mưa lại vừa chịu ảnh hưởng của gió đông bắc yếu ở tầng thấp, vì vậy mà nền nhiệt trong hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không vượt quá ngưỡng 29 độ. Về đêm nhiệt độ tiếp tục giảm ở mức 22 đến 25 độ, vùng núi và núi cao thì có nơi thấp hơn. Mưa sẽ tiếp tục trong đêm nay và sáng sớm mai, ngày 24 tháng 9. Sau đó từ trưa chiều mai, mưa bắt đầu có dấu hiệu giảm dần trên khu vực. Tại phần phía bắc của khu vực Trung Bộ bao gồm các tỉnh như Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, phần nào thì cũng chịu ảnh hưởng của gió đông bắc tầng thấp tương tác với địa hình đồi núi. Vì vậy trời cũng chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng với hiện tượng dông lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại các tỉnh này sẽ giảm nhẹ so với 24 giờ trước đó và phổ biến từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ, từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận, thời tiết sẽ có phần ổn định hơn. Phổ biến là trạng thái có nắng với cường độ vừa phải. Mưa dông nếu có thì cũng chỉ xảy ra cục bộ vào đêm và sáng sớm với lượng không nhiều. Dự báo nhiệt độ tại các tỉnh này sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Về đêm, dao động từ 24 đến 27 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay cũng như thời đoạn 2-3 ngày tới, gió Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình. Vì vậy, những cơn mưa rào chủ yếu về chiều và tối, còn ban ngày vẫn sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở mức từ 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ, có nơi xấp xỉ 34 độ tại khu vực Nam Bộ. Hà Nội trong sáng nay trời sẽ nhiều mây, kèm theo đó là mưa rào và dông, vì vậy sẽ phần nào ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của quý vị. Vì vậy, chúng ta cần lựa chọn những cung đường hợp lý, tránh những khu vực trũng thấp hay xảy ra ngập úng và ách tắc giao thông. Mưa có sự kết hợp với gió đông bắc yếu tầng thấp, vì vậy nền nhiệt trong ngày hôm nay duy trì ở mức khá thấp, phổ biến từ 27 đến 29 độ vào thời điểm trưa chiều. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất sẽ ở mức 24 đến 26 độ.
Mưa sẽ còn trong đêm nay tại thành phố, tuy nhiên lượng cũng sẽ giảm dần. Đến trưa chiều mai trời sẽ tạnh ráo, thuận lợi hơn cho quá trình lưu thông của quý vị. Nằm ở ven biển phía đông bắc Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng sẽ là nơi cảm nhận gió đông bắc rõ rệt nhất so với các tỉnh nằm sâu trong đất liền. Dự báo trong hôm nay, đặc biệt tại khu vực các trạm đảo như Bạch Long Vĩ, Hòn Dấu sẽ có gió đông bắc thổi với tốc độ dao động trong khoảng 4-5 m/s. Kết hợp với mưa sẽ làm cho biên độ nhiệt trong ngày hôm nay tại thành phố là khá thấp, chỉ từ 25-29 độ. Với kiểu thời tiết như vậy thì sẽ không thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền trên biển cũng như việc hong phơi chế biến thủy sản của bà con ngư dân. Đi sâu vào khu vực Trung Trung Bộ đến với thành phố Đà Nẵng, thời tiết tại đây trong ngày sẽ khá ổn định, phổ biến là trạng thái có nắng vào ban ngày. Trưa chiều nhiệt độ có thể dao động từ 32-34 độ. Mưa gần như là ít có khả năng xuất hiện trên địa bàn thành phố. Về đêm nhiệt độ sẽ dao động từ 26-28 độ. Tiếp đến là thành phố Nha Trang, dự báo trong hôm nay tại đây cũng có nắng, cường độ vừa phải nên nhiệt độ trong ngày sẽ không quá cao, chỉ ở mức 31-33 độ. Trong khi đó, sáng và đêm trời khá dễ chịu với nhiệt độ chỉ khoảng 27-28 độ, cùng với gió biển thổi nhẹ và mưa có chăng thì cũng chỉ xuất hiện trong thời đoạn ngắn vào thời điểm chiều muộn. Nằm xa hơn về phía Nam, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ vẫn đang chịu sự chi phối của đới gió Tây Nam với cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trên khu vực sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa trong khoảng thời gian từ sáng cho đến 16 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động ở mức 32-34 độ. Sau đó từ sau 16 giờ trở đi, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, mây dông kéo đến và gây mưa cục bộ trên khu vực thành phố. Trong đó thì có điểm mưa dông mạnh, nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp, nên người dân cũng cần phải hết sức chú ý. Trong hôm nay, thành phố Cần Thơ cũng như các khu vực khác thuộc miền Tây của Nam Bộ sẽ duy trì trạng thái nắng với cường độ nhẹ trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều. Sau đó về chiều và tối thì mưa dông có khả năng lặp lại trên khu vực, tuy nhiên lượng không phải là nhiều. Dự báo về nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay chủ yếu từ 31-33 độ. Về đêm nhiệt độ sẽ phổ biến dao động từ 23-25 độ.